Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách sử dụng con thú nhại tiếng này rất là đơn giản thôi. Trước khi các bạn được nhận con thú về thì các bạn hãy mở ra, ở đằng sau nó sẽ có một cái chỗ để đựng pin nhá. Ở trong này nó sẽ có ba cục pin này. Mình sẽ lắp ba cục pin này vào, sau đó mình sẽ lắp cái phần này vào này. Đó, để giữ cho cái cục pin này không bị nhảy ra nhá, không bị trôi ra ngoài này. Đó, con để im miệng làm nào. Sau đó thì các chị em là nhớ hãy lấy một cái công à, hãy lấy một cái tô vít và vặn kỹ cái này đi ạ. Đó, để cho nó không bị lòi ra nhé. Sau đó mình sẽ đóng vào và sẽ cho bé, chúng ta sẽ bật nhạc lên như bình thường nhé. Đây là cái nút công tắc này, chúng ta sẽ bật lên này. Đó, rất là đơn giản này. Sau đó mình ở dưới cái chân này nó sẽ có một cái nút nhé. Cái chân này nó có một cái nút bấm này. Đấy, sẽ bấm cho các con này, cho các con chơi nhé. Đó. Đó, khi mà bấm này thì nó sẽ nổi nhạc lên nhé. Để mẹ lắp cái này vào cho nó đã nhá, rồi đỡ bật đỡ. Đây. Rồi, con bấm cho nó nhẹ tiếng đi con. Bấm cho nó nhẹ. Đấy. Đấy. À, bây giờ con hát Happy Birthday nhá. Đó, nào con hát Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Con cứ bảo tay ra tự nó kêu nhá, tự nó nhại tiếng theo con này. Con xuống cho xuống cho nó nhảy nhá. Con để giống như nó nhại tiếng nè. Con có thích chơi con này không? Có thích không? Thế con chơi để xuống con với anh Nhân chơi nhá. Con để ở đây mẹ bảo này. Con để ở đây. Con để ở đây cho nó nhảy kêu nhé nhé. Con để nó nhại tiếng đi con. Dậy thổi cơm. Ừ, để mẹ bảo để đây cho nó đọc bài thơ yêu mẹ để tặng mẹ nhá. Nào con để đây nào. Ừ, mẹ bảo này. Nào. Yêu mẹ. Mẹ đi làm. Từ sáng sớm. Dậy thổi cơm.
mua thịt cá. Nào, em kề má. Đang đọc thơ hay mà con để đấy để đọc lại. Nào, yêu mẹ. Mẹ đi làm. Đấy, quay ra đây con.